Ok, đang ở East Street, gần gần East Street. Actually, đây là tuyết nhiều quá này. Đây là Skyline Nail Supply đấy các bạn. Vợ tôi đang ở trong Skyline Nail Supply trong này với anh Sơn, chị Vân. Thấy không? Đây, thấy thấy không? Nhưng tôi sẽ qua đây. Qua đây là cái tiệm gì biết không? Cái tiệm Phở Hòa để order thức ăn rồi đi mang về thôi. Ok. Let me see. Wow, they're so busy. Look at that. Oh, Spy Cup House, Head and Toe Nails over there. My wife said they're still open. In here, let me see. Okay. So busy. Đây là Phở Hòa đấy các bạn. 12. Đây, để coi coi. Muối gì cơ. Chân tôm, chân châu. Để tôi order rồi tính sau nha, Phở Hòa.